Xin chào các anh. Hôm nay em sẽ làm cái video để nói về cái cấu tạo của một chiếc đồng hồ côn cổ và đặc biệt là cái đồng hồ treo tường. Thì như các anh thấy đây là một chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu Odo. Cái này của em là Odo 24, tức Odo 62. Thì em sẽ nói với các anh về phần cấu tạo của chiếc đồng hồ. Thì như các anh thấy, trước mắt chúng ta là cái đồng hồ với cái thùng gỗ ở bên ngoài. Thì thông thường tất cả các cái loại đồng hồ mà từ bên Pháp về Việt Nam mình thì đa phần là sử dụng cái thùng gỗ sồi. Thì gỗ sồi ở đây nó có hai loại, một là gỗ thịt và hai là cái loại gỗ mà người ta hay gọi là gỗ bernia, tức là người ta ván ép đó. Đó. Thì nó có tồn tại hai loại gỗ như vậy. Duy chỉ có những cái đồng hồ nội địa của Việt Nam mình đóng thì cái phần gỗ này nó đa phần là gỗ tự nhiên, nên là cái tuổi thọ của nó cũng rất tốt và cái giá trị của cái thùng nó cũng rất là cao. Nhiều chiếc thì người ta làm bằng sơn mài, hoặc là nhiều chiếc người ta có cắn xà cừ. Thì cái đó là do cái nét văn hóa vùng miền đó, thì người ta sẽ làm cái thùng nó phù hợp với lại cái văn hóa của người Việt Nam mình. Thì còn đây là chúng ta nhìn cái thùng tây, là nhìn nó cũng khá là tây, nó hoa văn rồi những cái nét cong uyển chuyển nhìn nó rất là hợp lý. Đó, thì em sẽ mở cái thùng này ra cho các anh xem cái cấu tạo bên trong của chiếc đồng hồ nó như thế nào mà nó lại có thể hút hồn người chơi đến như vậy. Đó. Thì sau khi chúng ta mở cái nắp đồng hồ ra thì cái mặt số là cái điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy và cũng hay để ý nhất là cái phần mặt số. Thì ở đây của em đó là cái số vẽ đây. Thì có nhiều dòng như 54, 57 hoặc 36, 24 thì cũng có. À xin lỗi các anh, cái dòng 62 thì cũng có số nổi đó. Tuy nhiên thì cái số vẽ này thì cái giá trị của nó về mặt kinh tế thì nó không có giá trị nhiều cho lắm. Tuy nhiên thì mỗi cái nó đều có một cái vẻ đẹp riêng của nó, chứ không phải là cứ nhất thiết là phải số nổi thì mới là đồng hồ đâu. Đó, thì kế đến thì là cái quả lắc. Thì cái đồng hồ này nó hết cót rồi, em vừa mới lên cót. Thì để cho đồng hồ nó hoạt động bình thường thì các anh chỉ cần di chuyển quả lắc qua bên trái hoặc bên phải. Đó, sau đó các anh buông tay ra và quả lắc nó sẽ hoạt động bình thường, tức là đồng hồ đã bắt đầu hoạt động. Đó, thì bên trong này đó là cái bộ gông của đồng hồ, một trong những bộ phận tạo ra cái tiếng nhạc. Bộ gông, gông của em của chiếc đồng hồ này đây là bộ gông 101 với 8 côn, mỗi bên là 4 côn, đánh bản Westminster, một trong những bài nhạc truyền thống mà tất cả các cái thương hiệu đồng hồ đều sử dụng. Thì bộ gông này nó được ví như là tâm hồn của một chiếc đồng hồ. Đó, tâm hồn của chiếc đồng hồ. Còn bên trong này thì nó là bộ phận máy. Máy đây các anh nhìn. Máy này thì được ví là trái tim của chiếc đồng hồ. Đồng hồ có tốt, có khỏe hay không phụ thuộc vào cái trái tim này. Đó. Và giá trị hay không, nó cũng phụ thuộc vào cái trái tim của chiếc đồng hồ này. Đó, thì cái đồng hồ này của em thì nó cũng chỉ là cái mức bình dân thôi. Tuy nhiên thì bình dân hay là không bình dân thì nó cũng phụ thuộc vào cái phần máy. Đó, một cái bộ phận tuy là nhỏ và ít người để ý nữa nhưng mà nó cũng không thể thiếu trên một chiếc đồng hồ. Đó chính là cái khóa. Cái khóa để lên lên cót. Đây. Thì tùy từng hãng thì người ta sẽ đưa ra những cái hình thức khóa nó khác nhau. Thì cái khóa này của em thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Có nhiều dòng đồng hồ thì người ta khắc luôn cái thương hiệu của người ta lên cái chìa khóa này. Thì cái dòng Odo này thì cũng có, nhưng mà cái số lượng thì nó cũng khá là hiếm. Thì đa phần là những cái chìa khóa trơn như thế này thôi. Cái này thì cũng là rin chứ không phải là không rin. Thì vách sau của cái đồng hồ thì cũng là bằng những cái tấm gỗ. Tuy nhiên là để tạo ra cái tiếng chuông mà hay khi đồng hồ điểm giờ và dạo nhạc đó, thì
Khi treo đồng hồ lên thì các anh cũng nhớ là ở bên hai cái góc này nó có cái nó có hai cái con ốc thì chúng ta vặn vào, tức là để đẩy cái thùng đồng hồ ra cách mép tường ra khoảng chừng 5 ly thì nó tạo cái tiếng chuông nó âm và nó vang hơn. Thì cái đồng hồ này của em thì nó đang gặp một cái lỗi là không thể dạo nhạc được và cũng không thể đánh chuông. Thì sau cái video này em sẽ tháo cái chiếc đồng hồ ra và em sẽ tiến hành sửa chữa. Thì trong cái quá trình sửa chữa em cũng sẽ cố gắng là ghi lại những cái hình ảnh trong suốt cái quá trình mà khắc phục đó để cho các anh cùng tham khảo và đóng góp thêm ý kiến. Thì đối với những các cái anh mà biết dành về đồng hồ rồi hoặc là những cái anh thợ thì em cũng không dám nói gì nhiều. Tuy nhiên là đối với những cái người chơi mà mới bước vào cái cuộc chơi này hoặc là đang có ý định bước vào cái sân chơi đồng hồ này thì chúng ta có thể thảo luận với nhau bằng cách là các anh có thể comment hoặc là điện thoại trực tiếp đến cho em. Này thì nó đang bị cái lỗi chuông nó không đổ. Thì cái vấn đề này nó cũng đơn giản thôi. Mọi cái hư hỏng của đồng hồ thì nó hoàn toàn là trong tầm tay của bản thân em nên là không có gì là đáng ngại cả. Cái này thì nó cũng chẳng có phải là vô tình hay là sao đâu. Cơ bản là mình cứ tháo ra tháo vào nhiều lần rồi nó sọc sạch đi thì cái chuyện này nó là chuyện bình thường. Đôi khi cái đồng hồ của ông ta nó tốt đấy nhưng mà trong cái quá trình di chuyển thì nó cũng sẽ thay đổi một chút, có thể là ngựa nó cũng bị thay đổi này, rồi về cái cơ cấu đánh chuông nó cũng có thể nó bị thay đổi một chút, thì cái đó thì mình cũng không thể tránh khỏi. Nên là khi mà giao đồng hồ đến cho các anh mà nó có gặp một số cái vấn đề gì đó thì cũng mong các anh là hết sức thông cảm. Tuy nhiên thì chúng em cũng sẽ có cái trách nhiệm của mình ở trong đó nên là các anh yên tâm. Hồ đẹp hay không thì nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái kính này. Kính này là cái kính mo. Nếu mà cái thùng này mà để một chiếc kính phẳng vào đây thì cái giá trị của nó cũng giảm đi rất đáng kể. Ở đây là một cái kính thủy. Cái này nhiều vùng thì các bác gọi là kính rào. Thì cái tên nào gọi cũng được thôi. Nó cũng đều mang một ý nghĩa mà. Con đồng hồ này của em nó đang chạy này, các bác nghe, các anh nghe tiếng tích tắc tích tắc. Các anh nhớ là đồng hồ nó bị chết ấy, thì khi di chuyển cái quả lắc này thì chúng ta nhẹ tay thôi. Đó, chứ các anh đừng có làm mạnh quá, mạnh thì nó dễ đứt cái lá mía. Mỗi lần thay cái lá mía đi thì nó vừa tốn tiền vừa tốn thời gian và cái quan trọng nữa là nó mất đi cái sự nguyên bản của chiếc đồng hồ. Thì chơi đồ cổ thì nó phải nguyên bản thì nó mới giá trị, thì chúng ta cứ râu ông này cắm cằm bà kia thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều cho lắm. Thì em sơ lược một chút về chiếc đồng hồ này cho các anh được nắm. Thì cơ bản những chiếc đồng hồ treo tường thì đa phần thì nó cũng như này thôi, duy trì nó chỉ có khác cái đời máy hoặc là khác cái hãng sản xuất và cái thùng ở bên ngoài có thể là cái hoa văn cũng như cái họa tiết thì nó sẽ thay đổi, thì cái đó là do mẫu mã thôi, còn về nguyên lý cũng như cấu tạo thì nó cũng tương tự nhau. Rồi, xin hẹn gặp lại các anh ở các cái video tiếp theo.